Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Nguyễn Tùng Sơn. Và trong ngày hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn về cách để làm sao đó chúng ta có thể rút được tiền từ PayPal về với cái tài khoản ngân hàng của chúng ta. Thì như chúng ta đã biết rồi đó, khi mà các bạn đã làm về hình thức kiếm tiền online, kiếm tiền mạng hoặc là các bạn mua sắm, giao dịch ở trên PayPal đó, thì lúc này các bạn sẽ có một cái khoản tiền, đó là tiền đô ở trên cái tài khoản PayPal của các bạn. Vậy làm sao đó chúng ta có thể rút được tiền từ PayPal về tài khoản ngân hàng của chúng ta? Thì trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn chi tiết từ A đến Z, từng bước một để bạn có thể thao tác làm theo để rút được tiền về. Và cũng nhân cái dịp mà ngày hôm nay thì tôi cũng đang muốn rút cái số tiền của tôi ở từ cái tài khoản PayPal về cái tài khoản ngân hàng, thì tôi cũng tranh thủ làm cái video hướng dẫn cho các bạn để các bạn có thể làm được theo nhé. Rồi, như các bạn cũng thấy này, đây là cái tài khoản PayPal của tôi mà tôi đã đăng nhập sẵn vào trong cái giao diện mới. Đây là giao diện năm 2020 mà tôi mới cập nhật được mới nhất. Thì khi mà các bạn nó ra cái giao diện mới này thì nó sẽ hiện ra là cái số tiền mà các bạn đang có sẵn ở trong tài khoản PayPal. Thì giả sử đi, cái tài khoản của tôi hiện tại đang có khoảng 2.033 đô. Thì bây giờ mình muốn rút cái số tiền này về tài khoản ngân hàng thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Bây giờ các bạn hãy bấm một cái phần là Wallet, đó là cái ví của chúng ta, Wallet. Bạn nào mà không có giỏi tiếng Anh, các bạn có thể bấm một cái phần là dịch trang. Ví dụ như các bạn sử dụng trình duyệt Cốc Cốc hoặc là trình duyệt bất kỳ thì bây giờ đều có cái phần dịch hết. Thì đây là cái tổng cái số tiền trong cái ví của tôi, hiện tại tôi đang có. Và giả sử đi, bây giờ tôi muốn rút cái số tiền 2.033 đô này về với cái tài khoản ngân hàng thì có những cái lưu ý nào? Thì đầu tiên thì các bạn hãy cùng với tôi để xem một vài những cái lưu ý trước khi mà chúng ta rút được về nhé. Đầu tiên là các bạn phải nắm được cái phí rút về, đó là khoảng 60.000 đồng đó. Cứ một lần rút thì là 60.000, bạn rút nhiều hay rút ít thì khoảng 60.000 nhé. Nên làm sao đó để khi mà các bạn rút thì phải vài trăm đô đó thì các bạn hãy đáng rút. Thì nếu như bây giờ các bạn rút 10 đô la thôi, có khoảng 200.000 thôi, nhưng mà phí đến 60.000 thì nó cũng rất là cao, đúng không nào? Nên các bạn hãy lưu ý cái phần này nhé. Rồi, ok. Tiếp theo là cái thời gian mà các bạn nó rút từ cái tài khoản PayPal về tài khoản ngân hàng của các bạn đó, thì nó đâu đó nó khoảng 2 cho tới 7 ngày làm việc. Bởi vậy bạn nên tránh những cái ngày cuối tuần ra, những cái ngày nghỉ lễ thì tránh những cái ngày đó ra để đến khi mà làm việc thì nó sẽ nhanh hơn. Và giả sử đi, bây giờ khi mà các bạn rút về mà nó bị pending, nó chờ quá lâu á, thì các bạn hãy nhớ rằng bạn hãy liên hệ với cả PayPal ngay. Bạn có thể là liên hệ với họ qua cái mail support hoặc là hãy chat trực tiếp với họ như thế nào đó. Nhưng nếu mà bạn cảm thấy nó pending quá lâu, nó chờ quá lâu mà tiền vẫn chưa về thì bạn phải liên hệ với support liền nhé. Và nếu có thể là bạn hãy đăng ký với cái dịch vụ internet banking hoặc là SMS banking để mà khi mà có tiền về thì các bạn sẽ nhận được cái thông báo đấy. Và giả sử đi, bây giờ khi mà các bạn đã nhập tên ngân hàng sai đó, hoặc là bất kỳ một lý do nào đó mà tiền nó không về cái ngân hàng của các bạn được thì khi mà nó payback trở lại PayPal thì nó trừ các bạn 70.000 tiền tiền phí nhá. Đó, nên các bạn hãy làm đúng theo những cái bước ngay từ ban đầu. Rồi, thế giả sử bây giờ tôi muốn rút cái số tiền 2.000 đô này về với cái tài khoản ngân hàng của tôi thì tôi sẽ làm như thế nào? Đầu tiên thì bây giờ khi mà cái giao diện ở đây thì tôi sẽ bấm vào cái phần là transfer funds. Thì ở đây nó sẽ cho tôi chọn cái ngân hàng mà tôi muốn rút được tiền về. Các bạn lưu ý nhá. Các bạn lưu ý này, khi mà ở đây thì tôi có rất là nhiều cái thẻ khác nhau, nhưng nó chỉ cho chúng ta rút về tài khoản ngân hàng thôi nhá. ATM á, tài khoản ATM ngân hàng của các bạn đó, chứ không phải là rút về thẻ Visa đâu. Các bạn hãy nhớ nha, có hai dạng thẻ, một là thẻ Visa hoặc là Mastercard, hoặc hai á là dạng thẻ ATM, thì nó sẽ cho chúng ta rút về thẻ ATM thôi nhá. Nên các bạn cần phải add với một cái tài khoản, đó là link ở bank account đây. Ở đây tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn luôn này. Bây giờ tôi sẽ add thử một cái tài khoản ngân hàng của tôi. Giả sử bây giờ tôi đang sử dụng cái ngân hàng là Techcombank, được chưa? Techcombank, thì bây giờ tôi sẽ add cái tài khoản ngân hàng Techcombank ở đây. Thì như các bạn thấy ở trên màn hình, nó sẽ yêu cầu của chúng ta những thông tin như sau. Đầu tiên đó là bank name, và thứ hai đó là street code, và thứ ba là account number, ở đây có nghĩa là cái số tài khoản của mình. Thì số tài khoản của các bạn thì mỗi người nó khác nhau rồi, nhưng hai cái phần là bank name và street code ở đây thì chúng ta có thể lên Google chúng ta search này. Và các bạn lưu ý là khi mà chúng ta nhập cái tên ngân hàng thì các bạn hãy nhập tên ngân hàng tiếng nước ngoài. Đó, cái tiếng nước ngoài nhé. Ví dụ như bây giờ tôi sử dụng là ngân hàng Techcombank. Techcombank tên tiếng Anh đi, tên tiếng Anh. Thì cứ mỗi một ngân hàng nó sẽ có một cái tên tiếng Anh khác nhau nha các bạn hãy lưu ý cái phần này. Đó, giả sử cái ngân hàng của tôi đó là phần là ngân hàng tiếng Anh này. Ok.
Rồi, bây giờ tôi sẽ search thử này, tên ngân hàng. Tên ngân hàng. Tên ngân hàng bằng tiếng Anh đi. Tôi sẽ search từ khóa là tên ngân hàng bằng tiếng Anh. Để cho các bạn, nếu như các bạn sử dụng cái ngân hàng khác thì các bạn có tìm ra nhá. Đó, còn tôi thì tôi sử dụng ngân hàng Techcombank thì dĩ nhiên tôi tìm nó dễ rồi. Tên ngân hàng bằng tiếng Anh này, thì ở đây nó sẽ ra một cái bài viết. Cái bài viết giả sử đi, ở đây nó có một cái bài viết đầu tiên luôn rồi. Đấy, thì tôi sẽ vào cái bài viết đó và tôi search xem. Ở đây có 29 cái ngân hàng của Việt Nam và nó bao gồm cái Swiss code như vừa nãy chúng ta đã nhìn thấy rồi nhá. Thì đây á, nếu như bạn đã sử dụng cái ngân hàng nào thì các bạn nhớ copy cái phích tên ở bên dưới này, cái tên bằng tiếng Anh nha, chứ không phải tên bằng tiếng Việt đó. Và bên cạnh đó là cái bên phải là Swiss code. Rồi, giả sử bây giờ tôi sử dụng là ngân hàng Techcombank đây rồi, thì cái ngân hàng của tôi sẽ copy cái phần này nhá, tôi sao chép nó này, tôi dán vào phần bank name. Còn cái mã Swiss code ở đây, mã Swiss code đây, tiếp tục như vậy tôi sẽ dán vào đây nha các bạn. Ok rồi, thì bây giờ còn cái bước cuối cùng đó là tôi sẽ nhập cái account number vào của tôi. Account number đó là cái số tài khoản ngân hàng. Ok rồi, ở phần này phần tên này thì cái phần tên của các bạn đó, thì ở đây thì tôi đã điền trước đó rồi, để tôi đã điền trước đó rồi nên nó bây giờ tôi không cần phải thay đổi nữa. Còn giả sử bây giờ bạn chưa điền tên đó, thì các bạn có thể update cái tên của mình hay là change legal name này. Đó, đây là khi mà các bạn đã chụp cái chứng minh thư của các bạn để các bạn xác thực đó các bạn, tên thật của các bạn, hoặc là update your name. Tương tự như vậy các bạn đã cần nó phải là cung cấp cái ID number, tức là cái chứng minh thư của các bạn nhé. Rồi, ở đây thì tôi đã xong cái bước đó, thì tôi bấm vào phần là link your bank. Khi mà các bạn nó bấm vào phần link your bank á, thì nó sẽ báo là thành công rồi, thì tôi sẽ bấm là done, hoàn thành rồi. Bây giờ tôi sẽ quay trở lại tài khoản cái ví PayPal của tôi đang có 2.033 đô đúng không nào? Thì bây giờ tôi sẽ rút nó về này, rút nó về. Đây thì tôi sẽ rút demo thôi. Rồi, ok, đây là cái tài khoản là Techcombank của tôi vừa mới add xong nhá. Xong rồi tôi bấm vào phần là tiếp tục này, tiếp theo này. Ok, và tôi sẽ bấm vào cái số tiền mà tôi muốn rút. Giả sử đi, bây giờ tôi muốn rút về số tiền là 100 đô, 100 đô la, 100 đô nha, 100 đô. Rồi là khoảng 2 triệu, xong rồi tôi bấm next. Thì đây nó sẽ thông báo chúng ta là cái thời gian nó rút về từ 2 cho tới 4 giờ, à 2 cho tới 4 ngày làm việc. À, nó khá là nhanh đấy các bạn, bây giờ nó nhanh hơn rồi. Từ 2 cho tới 4 ngày làm việc. Nên nếu như nó lâu hơn thì các bạn nhớ liên hệ với cả bên support đó để họ hỗ trợ cho các bạn nhé. Rồi cái phí là 60.000 đồng, phí là 60.000 đồng. Và tổng cái số tiền mà tôi sẽ nhận về đó là 2.187.000 tiền Việt Nam đồng. Nó sẽ tự quy đổi từ mệnh giá đô sang tiền Việt Nam đồng cho chúng ta, rất là tiện nha các bạn. Rồi thì bây giờ là tôi sẽ transfer now, tức là tôi sẽ nhận cái số tiền này về. Ok, và đó là cái những cái bước để chúng ta có thể rút được số tiền từ PayPal về cái tài khoản ngân hàng Việt Nam của chúng ta. Đó, thì như các bạn đã thấy này, cái tài khoản của tôi đã bị trừ đi 100 đô rồi. Vừa nãy là khoảng 2.033 đô đúng không? Thì bây giờ còn là 1.933 đô. Đấy. Thì video này thì tôi đã hướng dẫn cho các bạn về cách để các bạn có thể rút được tiền từ PayPal về tài khoản ngân hàng ATM một cách đơn giản nhất, dễ dàng nhất và mới nhất năm 2020. Chúc các bạn thành công. Ok, rồi. Và bên cạnh đó thì các bạn nếu như thấy video này có giá trị, đừng quên bấm một nút like và đăng ký kênh YouTube của tôi để nhận được những video mới nhất trong thời gian tới. Và bên cạnh đấy thì kênh YouTube của tôi cũng chia sẻ về những hình thức kiếm tiền online, kiếm tiền trên mạng, và bạn có thể dành ra cái thời gian nhàn rỗi của mình có thể kiếm được khoảng thêm 200 đô, 500 đô hay vài nghìn đô la thu nhập một tháng. Bằng cách nào bạn có thể tìm được tôi? Bạn có thể lên trên kênh YouTube, bạn search tên kênh của tôi là Sơn PS và gõ thêm từ là kiếm tiền online thì ra rất là nhiều những cái video mà trước đây tôi đã từng ra mắt và tôi hướng dẫn bạn từng bước từng bước từng bước một. Thì các bạn có thể vào trong kênh và sau đó các bạn vào phần mục danh sách phát á, thì nó sẽ rất là nhiều những cái video mà tôi đã tổng hợp lại để các bạn có thể làm theo từ bước một. Và bên cạnh đó thì hiện tại tôi đang hướng dẫn cho rất là nhiều người bạn có thể tạo cái thu nhập của mình khoảng 500 đô trở lên trên Internet bằng một số những hình thức về Affiliate Marketing cũng như là về MMO. Thì các bạn hãy đăng ký kênh YouTube của tôi để nhận những video mới nhất
Bên cạnh đó, nếu như bây giờ bạn cảm thấy rằng là chưa có tin về những hình thức kiếm tiền này thì bạn có thể lên bảng search từ khóa là Sơn PS và bằng chứng thu nhập á, thì tôi cũng đã quay lại rất là nhiều những cái video nói về những cái bằng chứng thu nhập trước đó mà tôi đã kiếm được tiền về và tôi rút về tài khoản ngân hàng của tôi, để nó tạo ra cho các bạn một cái niềm tin, để các bạn cũng đỡ mất cái thời gian của các bạn để bạn phải đi tìm hiểu nữa. Ok nhá, rồi xin chào các bạn và hẹn gặp lại bạn trong những video tiếp theo. Xin chào.